Xin chào tất cả các bạn, mình là Châu Kim Sủng, Principal Relationship Manager và hiện tại mình đến từ Next by AA Landmark 81. Hiện tại tỷ lệ chuyển đổi của mình là trên 80%. Đối với mình, Retravel là một sản phẩm hỗ trợ, một công cụ hỗ trợ, là một bước đệm trước vậy đó. Nó sẽ giúp cho chúng ta tiếp cận với khách hàng một cách dễ dàng, lịch sự và tinh tế hơn, cũng như là giúp cho những cái khách hàng muốn tìm hiểu về bảo hiểm nhưng mà chưa có cơ hội, đặc biệt là những người có thu nhập thấp, họ sẽ có thêm điều kiện, họ sẽ có thêm cơ hội để tiếp xúc với những cái dịch vụ này, từ đó tăng tính trải nghiệm cũng như là niềm tin của khách hàng đến với Next by AA cũng như là AAA Việt Nam. Retravel đối với mình nó là một giải pháp quà tặng, là một quà tặng miễn phí, vậy nên mình sẽ chia sẻ nó trực tiếp với tất cả những người xung quanh của mình, và thường thì mình sẽ tập trung vào những người mà mình yêu thương, những người quen của mình trước. Mình sẽ giải thích với họ đây là một cái công cụ hoàn toàn miễn phí của AAA Việt Nam dành tặng riêng cho những cái khách hàng của mình, và đây hoàn toàn được trích từ cái quỹ dự phòng của AAA, nên người ta từ chối đó là chuyện rất là bình thường, vậy nên mình sẽ dành cái công cụ này dành tặng cho những người khác thật sự cần nó hơn. Sau khi khách hàng đăng ký thành công Retravel, khách hàng sẽ nhận được một email và mình sẽ liên hệ lại với khách hàng từ những thông tin mà khách hàng đã đăng ký trước đó để nói cụ thể và sâu hơn về tất cả những cái quyền lợi, những đặc quyền mà khách hàng có thể có được sau khi đăng ký dịch vụ này. Từ đó mình sẽ khéo léo lồng ghép những thứ mà tổ chức đã có. Nếu khách hàng thật sự quan tâm và muốn tìm hiểu thêm thì đây là lúc mà mình sẽ bắt đầu.